Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bộ sản phẩm dưỡng da mặt là bao gồm kem dưỡng và kem chống nắng, rất là công hiệu. Đây đầu tiên nên là sản phẩm dưỡng da ha, 7 Day Natural. Đây là một sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản và công dụng của nó là vừa dưỡng da ban ngày mà là vừa dưỡng da ban đêm. Thì khi mà các bạn ngủ dậy mà các bạn ra đường, các bạn nên đánh một lớp mỏng lên làn da của mình và sau đó sẽ thêm một lớp chống nắng. Đây là sản phẩm chống nắng. Lên nổi thì các bạn đã có thể tự tin ra đường rồi. Và bây giờ mình sẽ test trực tiếp cái sản phẩm này lên mặt cho các bạn cùng xem ha. Đầu tiên sẽ là cái sản phẩm dưỡng da. Bên trong là một dạng kem sợi như thế này. Có mùi rất là thơm ha. Bây giờ mình sẽ test lên da mặt của mình cho các bạn coi nha. Hiện tại da mặt của mình là chưa có sử dụng một cái loại mỹ phẩm nào hết. Thì mình sẽ test cho các bạn xem. Đây. Bây giờ mình sẽ dưỡng trực tiếp lớp kem dưỡng này lên mặt cho các bạn xem ha. Các bạn chỉ nên lấy một lượng vừa đủ thôi. Thì cái sản phẩm này rất là thơm và cái độ thẩm thấu rất là cao và không bị bết dính một tí nào cả, nó không bị bệt kem ha. Khi mà các bạn xoa nó lên bề mặt da thì sẽ cảm thấy da của mình rất là mịn, cảm giác như là được giữ ẩm rất là tốt và căng bóng. Sản phẩm này thì giúp làm trắng sáng da, đều màu da và ngăn ngừa mụn, cũng như là giúp cho da mình được săn chắc và khỏe hơn, hấp thụ độ ẩm cao. Chỉ cần một lớp mỏng trước khi đi ngủ và trước khi đi ra đường vào buổi sáng là các bạn có thể nuôi dưỡng và bảo vệ làn da của mình sâu từ bên trong. Đây các bạn có thể thấy được là khi mình thoa cái sản phẩm này lên trên da mặt của mình thì các bạn có thể nhìn thấy được cái độ căng bóng trên da ha. Sau khi chúng ta đã dưỡng xong thì chúng ta sẽ thoa một lớp kem chống nắng cùng của thương hiệu này luôn lên mặt của mình để đảm bảo được làn da của chúng ta sẽ được bảo vệ bởi những cái tia nắng, tia cực tím. Sản phẩm này là một cái sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, thiên nhiên, và bởi vì nó là một cái sản phẩm hữu cơ và nó được chứng nhận của EcoCert, đó chính là một cái hiệp hội nổi tiếng trên thế giới công nhận những cái thương hiệu về hữu cơ, những cái thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ. Cho nên các bạn cứ yên tâm sử dụng cái sản phẩm này. Đây là kem chống nắng, mình sẽ lấy một ít lên tay, sau đó mình sẽ cho một ít lên mặt. Các bạn có thể sử dụng kết hợp hai sản phẩm này với nhau để tạo được hiệu quả tốt nhất khi bảo vệ làn da của mình. Kem chống nắng cũng có mùi thơm rất là nhẹ luôn. Và mình cảm giác khi mà thoa lên mặt cái sản phẩm này thì nó rất là nhẹ. Cảm giác như khuôn mặt của mình là không có bị bết dính. Kem thẩm thấu rất là nhanh. Kem chống nắng này thì vừa có tác dụng chống nắng, vừa có các tác dụng giống như là một lớp kem nền. Cho nên là khi mà chúng ta thoa lên mặt là nó sẽ tạo một cái lớp trắng sáng trên khuôn mặt cũng như là căng bóng cho da. Thì các bạn nếu như các bạn muốn thì có thể phủ một lớp phấn mỏng nhẹ để khóa được cái lớp trang điểm này, hoặc là không cần cũng được, sau đó thêm một tí son môi lên thì các bạn có thể có một cái diện mạo hoàn hảo khi mà đi ra ngoài. Đây, da của mình rất là căng bóng. Đây là chọn bộ sản phẩm mà mình vừa sử dụng thì nó có công hiệu rất là tốt. Các bạn hãy tìm hiểu và ủng hộ sản phẩm này nhé.